Ca sĩ Quang Dũng trải lòng về ồn ào sau ly hôn với Hoa hậu Jennifer Phạm. Đằng sau cuộc ly hôn tốn giấy mực cùng Hoa hậu Jennifer Phạm, Quang Dũng còn bị đồn yêu đồng giới với nhạc sĩ Lê Quang. Nam ca sĩ lên tiếng trong chương trình 60 phút rực rỡ. Còn nhớ năm 2006 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Quang Dũng bất ngờ khi kết hôn cùng Hoa hậu Jennifer Phạm. Sau khi cùng hợp tác trong phim Những chiếc lá thời gian, 2 năm chung sống, họ đừng ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Trong chương trình 60 phút rực rỡ, Quang Dũng thừa nhận anh và vợ cũ phải tốn không ít thời gian để có thể cởi mở và gặp lại nhau. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1975 cũng thoải mái chia sẻ về ồn ào sau ly hôn của mình. Anh tâm sự, con người không phải ai cũng có tất cả. Tôi có sự may mắn, có hạnh phúc, có nụ cười và có sự chia ly mất mát. Khi hết duyên nên dành sự tử tế cho nhau. Nói về cậu con trai Bảo Nam, Quang Dũng cho biết cuộc đời mỗi người đều trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng điều hạnh phúc nhất đối với tôi là một người trưởng thành. Là khi được làm cha làm mẹ, Quang Dũng nhớ lại. Lần đầu tiên bế con trai từ phòng sinh ra ngoài, đó là cảm giác khiến anh không thể nào diễn tả được, là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Và là tình thương niềm hạnh phúc đó được nhân lên khi nam ca sĩ nhìn con khôn lớn từng ngày từng giờ. Trong chương trình, trợ lý của anh là Hồ Lan Vy và nhạc sĩ Lê Quang cũng xuất hiện để tiết lộ những góc khuất trong cuộc đời sự nghiệp của Quang Dũng. Nhạc sĩ Lê Quang cho biết, thời gian bắt đầu làm live show, họ gắn bó như hình với bóng, khiến không ít người đồn đoán cả hai yêu nhau. Ngay sau đó, giọng ca Anh Còn Nợ Em tiết lộ, ngày xưa khi đi diễn, anh và đồng nghiệp luôn bị xếp chung phòng với lý do Lê Quang là của Quang Dũng. Nam ca sĩ cho biết, cũng nhờ những kỷ niệm đó mà hai anh em ngày càng thân thiết hơn. Vị trợ lý Hồ Lan Vy cô tiết lộ, Quang Dũng là người con hiếu thảo. Cô kể, có lần sau khi diễn xong, anh Quang Dũng đi nhậu đêm. Mẹ anh ấy vì lo sức khỏe của anh nên gọi điện thoại về. Chỉ trong 5 đến 10 phút sau thì anh Dũng đã có mặt ở nhà. Trước lời chia sẻ này, giọng ca sinh năm 1975 thú nhận. Lúc nhỏ tôi sợ mẹ giận, nhưng bây giờ lớn lên tôi là sợ mẹ buồn. Vì giận thì có thể nguôi ngoai, nhưng buồn thì cứ ẩm ỉ trong lòng. Đồng thời giọng ca Anh Còn Nợ Em khẳng định, anh có được ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ lớn từ phía gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.